Các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing, hôm qua Vivian Hà có dịp nói chuyện với lại giáo sư Eli Ating của trường đại học MIT. Anh cũng là co-founder của công ty là Northern Star Innovations. Thì giáo sư Eli Ating tham gia chương trình và chia sẻ chủ đề về design thinking cũng như là năm cái kỹ thuật để mà năm cái techniques để tạo ra được những cái innovation trong các sản phẩm trong quá trình mình làm việc trong cuộc sống. Thì anh có một cái software làm cùng với lại Professor Jacob Goldenberg, nó tên là Omnivati. Và Professor Ali có nói là cho những cái người khán giả có tham gia chương trình này, nếu các bạn mà có cái nhu cầu muốn thử nghiệm cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với Hà hoặc là liên hệ với lại Professor Ali, anh sẽ cho các bạn cái access code và cái username và access code mới để các bạn có thể có được cái sự trải nghiệm cái Omnivati này nhiều hơn, lâu hơn so với những cái trải nghiệm bình thường mà đang có mặt trên thị trường. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng và tìm hiểu về cái Omnivati để làm sao để mình có thể tạo được innovation trong cái công việc của mình, trong cái tổ chức của mình, hãy liên hệ với Hà, comment below để lại tên tuổi của các bạn và Hà sẽ liên hệ với Ali để Professor Ali có thể cho các bạn được cái access dài hơi hơn. Vậy nhé, tạm biệt các bạn và chúc vui vẻ.